Bọ cạp và Orion. Sự tích chòm sao bọ cạp và Orion. Chuyện kia là ai? Ngươi không biết ta là Artemis, con gái của thần Zeus, em gái cưng của thần ánh sáng và thần nghệ thuật Apollo, là nữ thần săn bắn với xuất thân cao quý như thế nào sao? Hoàng hô, thật là một bàn so tài thú vị, có một không hai. Sự lạnh lùng của Orion hấp dẫn Artemis và tài năng săn bắn của chàng cũng khiến nàng cảm kích và ngưỡng mộ. Chẳng bao lâu sau, hai người yêu nhau. Tình yêu căng ngạo nghễ đó à? Apollo, tại sao anh lại phản đối chuyện của em và Orion chứ? Đó là một thợ săn tài năng và dũng mãnh, chàng ấy đã cầu hôn em. Cái gì? Em nhận lời cầu hôn của hắn rồi sao? Artemis, một tên thợ săn tầm thường, kiêu căng ngạo mạn. Hắn ta từng chọc giận các vị thần, nghĩ mình là thợ săn giỏi nhất thế gian này. Em nghĩ mình sẽ hạnh phúc với hắn ta sao? Nhưng mà em và chàng ấy yêu nhau thật lòng mà. Trên đời này làm gì có tình yêu. Artemis, anh nghĩ em đang lầm tưởng đó. Em chỉ ngưỡng mộ tài năng săn bắn của hắn ta. Em mau chấm dứt việc yêu đương đi, rồi em sẽ sớm hối hận và đau khổ vì hắn mà thôi. Apollo, có phải anh đang đau khổ vì bị tiên nữ Daphne từ chối nên giờ có thù hận với tình yêu phải không? Anh đừng xen ngang chuyện này nữa. Em sẽ tự quyết định mọi việc của bản thân. Em...
Gì thế này? Một con bọ cạp khổng lồ ư? Ta phải dạy cho chàng ngươi một bài học vì dám bén mạng đến em gái yêu quý của ta. Hả? Nhảy xích điều khiển con bọ cạp đứt rồi ư? Orion, chàng gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Orion! Artemis, tránh xa ra. Bọ cạp thần có thể khiến nàng bị thương đấy. Không, Orion, em không thể để chàng chết được. Artemis, mau tránh ra đi. Không, Orion. Artemis, em có sao không? Cùng hối hận bởi sự phản đối tàn nhẫn của mình với tình yêu của em gái. Và để tri ân sự hy sinh của Orion, Apollo đưa Orion lên thành chòm sao mang dáng hình người thợ săn trên bầu trời như ngày nay. Con bọ cạp thần khổng lồ cũng chính là nguồn gốc của chòm sao bọ cạp, hay còn gọi là cung hoàng đạo thiên yết, nằm đối xứng với Orion trong thiên văn học cổ đại phương Tây. Tình thương và thù hận. Ngày xưa, có một đất nước vô cùng thanh bình, được cai trị bởi nhà vua Trường Thọ. Ngài là một quân vương nhân hậu, bằng đức độ và tình thương, Ngài đã đem đến cho muôn dân cuộc sống yên bình. Nhưng cũng chính vì vậy mà binh không hùng, tướng không mạnh, khiến các nước lân cận nảy sinh ý định đánh chiếm đất nước. Tâu bệ hạ, vua nước Phiên đã tiến sát biên giới, xin người hạ lệnh xuất binh chống giặc ạ. Thế quân địch rất mạnh, xuất binh chắc gì đã thắng, rồi đây khắp đất nước sẽ chìm trong tang tóc. Cứ nghĩ đến cảnh muôn dân phải chịu khổ đau, lòng ngài lại quặn thắt. Ngài đã quyết định làm một việc mà chưa có vị vua nào từng làm. Hoàng Nhi, thức dậy đi con. Vua cha, đêm khuya rồi sao người còn chưa ngủ ạ? Con hãy nghe kỹ lời ta nói đây. Vua Phiên kéo quân gây chiến, cha không muốn vì ngai vàng này mà nhân dân hai nước phải đau khổ. Cha muốn nhường ngai vàng cho họ để giữ bình an cho muôn dân. Con nghĩ sao? Con xin nghe cha. Cha đi đâu con sẽ theo đó. Cha xin lỗi vì không thể mang lại cho con cuộc sống yên bình. Vua cha là một minh quân hết lòng yêu dân chúng. Con tự hào vì được làm con của người. Sau đó, vua Trường Thọ đưa thái tử vào rừng sinh sống. Nhà vua vẫn chú ý dạy dỗ thái tử mỗi ngày. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua cho đến một ngày. Có ai không? Giúp tôi với. Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ giúp anh. Sao anh lại bị vết thương này? Tôi bị quân lính của nhà vua truy bắt. Phiên vương ư? Vì sao họ lại truy bắt anh? Từ ngày chiếm được ngai vàng, phiên vương ra sức truy lùng vua Trường Thọ. Bất cứ ai có dấu hiệu biết việc mà không khai báo đều bị trừng trị nặng nề. Ta đã từ bỏ ngai vàng,
vậy mà dân chúng vẫn phải chịu khổ vì ta. Trường Sanh à, dân chúng đang vì cha mà chịu khổ, cha phải đi cứu họ. Dù có chuyện gì xảy ra, con hãy nhớ luôn lấy tình thương để đối đãi với mọi người, đừng bao giờ hận thù bất kỳ ai. Cha định đi nạp mạng ư? Cha ơi! Vua Phiên sau khi bắt được vua Trường Thọ liền lập tức hạ lệnh xử tử. Dân chúng tất thảy đều khóc thương cho một vị vua nhân từ. Không, thả cha tôi ra! Hành hình! Cha ơi! Cha ơi! Không! Tôi sẽ trả thù! Tôi sẽ trả thù! 10 năm sau, những sương nắng cuộc đời đã tôi luyện thái tử thành một chàng trai can trường. Chàng trở lại kinh thành với quyết tâm báo thù. Chàng xin vào làm đầu bếp tại dinh thự một vị quan thân tín của nhà vua. Khi viên quan mời vua Phiên tới dự tiệc, chàng đã trổ tài làm những món ăn ngon nhất để thiết đãi. Quả nhiên, chàng đã được vua Phiên để ý tới. Ông ta cho gọi chàng vào cung làm đầu bếp riêng. Trường Sanh nhiều lần tỏ rõ tài năng xuất chúng của mình trước mặt vua Phiên, khiến ông ta rất mến phục và phong cho chàng làm hộ vệ thân tín. Ngày mai, ta muốn đi săn trong rừng hoa trúc. Khanh hãy theo phò ta chuyến này. Dạ, tuân lệnh bệ hạ. Đừng hòng chạy thoát. Bệ hạ quả là thiện xạ. Phía nam khu rừng này còn rất nhiều loài vật quý. Người có muốn thử sức không ạ? Có chứ, khanh dẫn đường đi. Nhà vua say sưa với cuộc săn đến khi mặt trời xuống núi. Đến lúc trở về thì đã không thể tìm được đường ra. Biết đi đường nào đây? Xung quanh không một bóng người. Dạ, bệ hạ hãy nghỉ ngơi một lát. Khả thần sẽ canh giúp cho người đến khi quân hộ giá tới. Được. Vậy thì ta nghỉ một lát. 10 năm nay ta chờ đợi cơ hội này. Người phải trả giá vì những gì đã làm với cha ta. Cha, là cha thật sao? Chính là. Trường Sanh, đúng vậy, ông đã biết sự thật rồi, muốn xử lý như thế nào tùy ở ông. Ta thấy hổ thẹn hơn bao giờ hết. Những gì ta đã làm với đức vua quá cố thật quá tàn ác. Vậy mà ông ấy vẫn lấy nhân nghĩa đối đãi với ta, ngay cả khi đã chết. Sau đó, vua Phiên cùng Trường Sanh trở về hoàng cung. Nhà vua lập tức nhường lại ngai vàng cho thái tử, còn bản thân thì trở về vương quốc của mình. Nhờ vào lòng từ bi, Trường Sanh đã giành lại ngai vàng mà không cần gây chiến. Chàng trở thành một vị vua anh minh và nhân hậu giống như cha của mình. Giải cứu linh hồn. Vệ thần Bibo, hãy ngay lập tức đưa linh hồn của cô gái đó đến đây cho ta. Ta muốn hồi sinh cho cô gái này. Chúng ta không thể hồi sinh cho cô gái đó được, thưa ngài. Cô ta đã bỏ rơi đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Đó là một tội ác không thể dung thứ, và linh hồn của cô ta đáng bị đày xuống địa ngục để trừng phạt. Đúng đó, thưa ngài. Chúng ta chỉ nên hồi sinh những linh hồn mà có chỉ thị từ Thượng Đế. Nếu bây giờ chúng ta hồi sinh cho người phụ nữ này là chúng ta đã làm trái lệnh.
sẽ bị xử phạt rất nặng đó ạ. Vậy ý các ngươi là muốn trái lệnh ta chứ gì? Dạ, chúng thần không có ý đó ạ. Vậy thì các ngươi hãy nhanh chóng đi giải cứu linh hồn của người phụ nữ đó về đây cho ta, trước khi bị quỷ dữ đưa xuống địa ngục. Dạ, chúng thần sẽ đi ngay ạ. Nhớ là phải đưa linh hồn của cô gái đó về trước 24 tiếng đó. Không hiểu sao thần hồi sinh lại muốn cứu cô gái đó nhỉ? Cô ta đáng bị đẩy xuống địa ngục mà. Ta cũng không biết nữa. Chúng ta nhanh chóng đi thôi, trước khi linh hồn của cô ta bị quỷ dữ bắt mất. Đây rồi, chính là cô ta, kẻ đã bỏ rơi con mình. Lôi cô ta về địa ngục để hành hình. Chúng ta đã đến chậm một bước rồi, giờ phải làm sao đây, vệ thần Bibo? Hay là chúng ta quay về báo với thần hồi sinh? Không được, chúng ta không thể bỏ về nếu không hoàn thành mệnh lệnh. Ta nghĩ thần hồi sinh có lý do riêng của ngài ấy. Trước hết, chúng ta cứ giải cứu linh hồn của ta đã, sau đó tính sao. Đây là địa phận của đám quỷ dữ. Nếu chúng ta xông vào cứu người phụ nữ đó, chúng ta sẽ phạm luật và bị tước quyền năng đó Bibo. Nhưng nếu chúng ta không đưa cô gái đó về trước 24 tiếng, chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt bởi thần hồi sinh. Vậy làm thế nào bây giờ? Ta có cách này. Đám quỷ dữ xấu xa kia, có muốn đọ tài với ta không? Có giỏi thì đuổi theo ta nè. Nhanh thôi, chúng ta phải ra khỏi đây. Cô là ai? Ta là vệ thần bảo vệ cung điện của thần hồi sinh. Ta đến đây để cứu cô. Cứu tôi? Không phải tôi đã chết rồi sao? Cô mới chỉ chết lâm sàng thôi, cô vẫn có cơ hội được cứu sống bởi thần hồi sinh trong vòng 24 giờ nữa. Đi thôi. Tôi không đi đâu cả, tôi không cần hồi sinh. Tôi cũng chả muốn cứu cô đâu. Nếu không vì mệnh lệnh của thần hồi sinh, chúng tôi đã không phải vi phạm luật địa ngục để vào đây. Chúng ta mau đi thôi, đám quỷ dữ đang quay lại đây rồi. Các người đi đi, tôi sẽ không đi đâu cả. Nemo, chúng ta đi thôi. Tại sao lại cứu tôi? Hãy để tôi chết đi. Tại sao cô lại muốn chết? Tôi là một đứa không cha không mẹ, phải một mình bươn trải trên thành phố để kiếm sống. Tưởng rằng sau khi lớn lên, tôi có một mái ấm gia đình để nương tựa. Thì ai ngờ, người yêu của tôi đã bỏ tôi để cưới một cô gái giàu có hơn. Cũng đúng lúc đó, tôi phát hiện tôi có bầu. Rất nhiều người khuyên tôi bỏ đứa bé, nhưng tôi không làm vậy. Đó là máu mủ của tôi. Cô đã quyết định sinh đứa bé, vậy tại sao cô lại bỏ đứa bé? Cô ấy không bỏ đứa bé, cô ấy làm như vậy là vì đứa bé. Vì đứa bé sao? Thần không hiểu. Các người có nhớ cử chỉ của cô gái trước khi cô ấy đặt đứa bé xuống gốc cây không? Đó là một chiếc thẻ bảo hiểm. Đúng vậy, và vụ tai nạn giao thông đó không phải là sự cố, mà đó là một vụ tự sát có mục đích. Tự sát có mục đích? Phải, cô ấy muốn sau khi chết, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho cô ấy, và khoản tiền đó sẽ được chuyển cho người nhận nuôi đứa bé. Tôi muốn thằng bé có một cuộc sống sung sướng hơn. Tôi đã tính rồi, dù người nhận nuôi đứa bé là giàu hay nghèo, nó sẽ có cả cha, cả mẹ. Nó sẽ quên người mẹ nghèo khó này đi. Sai rồi cô gái ạ. Cô làm như vậy càng khiến cho thằng bé càng khổ hơn thôi. Thằng bé sẽ lớn lên như thế nào khi sống trong một gia đình mà không có lấy một người thân? Đó là trường hợp được nhận nuôi. Nếu không ai phát hiện ra thằng bé thì hậu quả sẽ như thế nào? Tôi thật sự không nghĩ đến điều đó. Con ơi, mẹ sai rồi. Bất cứ việc gì cũng đều có cách giải quyết cô gái ạ. Ta sẽ cho cô cơ hội được sống và ở bên cạnh đứa bé. Cô có muốn tiếp tục quãng đời còn lại không? Phải đấy cô gái, cô hãy sống lại và chăm sóc đứa bé đi, đứa trẻ cần của cô. Xin ngài hãy cho tôi được sống. Vậy cô hãy nhắm mắt lại. Cô tỉnh rồi à? Tốt quá, cô đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi. Lần sau cô muốn sang đường mua thuốc thì bế bé theo nhé. Ai lại đặt bé nằm ở gốc cây như thế? Ôi con tôi, mẹ đã nghĩ mẹ sẽ không được gặp lại con nữa. Mẹ sai rồi. Mẹ hứa từ nay dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng không bao giờ rời xa con. Tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh của cô rồi. Tôi làm trong trung tâm từ thiện. Chúng tôi đã quyên góp được một khoản tiền để cô có thể xây một căn nhà và nuôi đứa bé. Cảm ơn anh, cảm ơn thần hồi sinh đã cho tôi được sống và được tiếp tục làm mẹ.
Suýt chút nữa chúng ta đã đánh mất một điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những điều tốt đẹp không đến từ hành động mà đến từ suy nghĩ các con ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.